các bạn một cái âm ly karaoke đến từ thương hiệu đình đám của Nhật, đó là BMB, model là DA7. Con này thì nói chung là về trong tình trạng thì cũng trung bình thôi, cũng có bị trầy tí cái mặt nhựa ở đây. Và điện 230V, sản xuất tại Nhật nha, xuất thị trường châu Âu. Nói chung là mặt của nó vẫn ok, nhưng mà không phải là đẹp xuất sắc nha. Nên giá mình bán chỉ có 2 triệu 400 ngàn, 2 triệu 400 ngàn, con BMW DAR7 này. Đây là volume, đây là micro, đây là volume của Echo. Và chúng ta có ba ngõ mic cắm phía trước. Chúng ta sẽ chỉnh mic 1, 2, 3. Echo thì chỉnh riêng cho Echo 3 được. Và lần đây, và nó còn có hai ngõ mic AB phía sau. Thì 1, 2 này sẽ chỉnh luôn cho hai cái Echo, hai cái micro phía sau nữa nha. Phía sau là mục đích là để chúng ta có thể gắn những cái micro không dây cho nó, giấu cái dây đi cho nó gọn. Ngoài ra các bạn có thể chỉnh bass treble của Music, bass treble của micro bằng cách là chúng ta dùng một cái tút vít dẹt, chúng ta để vào đây chúng ta xoay thôi, và echo repeat delay. Đó, quay kể cái mặt tiền mặt sẽ nha, nói chung là tương đối thôi chứ không phải đẹp xuất sắc. Điện 230V thì quá dễ xài rồi, khỏi cần phải cắm ổn áp chuyển đổi điện gì cả. Made in Japan nha, 230V. Đó. Công suất tiêu thụ là 300W. Công suất ra loa con này thì đối với loa con này thì mình coi để có hỗ trợ 4 ohm không nha. Đến 8 ohm thôi nha các bạn. 100W cho một cây. Mình coi thông tin của hãng là nó báo là 100W cho một cây. Thì vậy là loa 8 ohm thôi. Bây giờ mình thử một đoạn nhạc, sau đó mình thử một cái đoạn karaoke cho các bạn thử nha. Đây mình đang cắm vào cái ngõ AUX này các bạn, ngõ có chữ AUX này. Đó, thì cái máy này nó sẽ ở chức năng tự động. Khi mà nó không có nhạc thì cái đèn cộng báo này sẽ từ nhảy qua ngõ BGM. Nhưng mà khi bây giờ mình play nhạc này thì nó sẽ chuyển qua ốc. Nhưng mà các bạn đòi hỏi phải cắm phía sau là ốc X nha. Đó. Đó, volume này. Mỗi lần nàng thoáng qua hiên đăng, thấy lòng sao ngất ngây thêm xanh, mơ từng ánh mắt làm môi. Biết em vẫn thường về qua mỗi chiều, ngó lên trộm yêu thầm trong vánh tim. Bóng nàng đã mất nơi xa kia, ngó theo thấy lòng càng thương tư. Karaoke thì cái giọng mình nó không hay, nhưng mà chủ yếu là mình thử chất âm của cái âm ly này thôi. Chung là 2,4 triệu, nhưng mà mình vẫn phải test đủ cho các bạn, chứ không phải là không phải là 2,4 triệu rồi mình không có test cái gì đâu. Bạn test nhạc đầy đủ nha.
điện 230V là chúng ta thấy rất là sướng rồi đó, khỏi cần phải mua ổ áp gì cả. Thôi mình ngưng tại đây, giá 2,4 triệu nha. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm để sở hữu cái con âm ly này. Nói chung là hình thức trung bình, chúng ta cho là 6 đi, chứ không nhiều bạn nói sao mình bán nó không có đúng này nọ, thì thôi cứ cho là 6 đi. Còn bạn nào quan sát nhìn thấy đẹp thì nó đẹp, 6 thì nó 6, nhưng mà mình thì cứ cho là 6 đi. Bán 2,4 triệu nha, điện 230V, hướng dẫn các bạn kết nối nữa nha. Điện 230 thì khỏi cần tốn ổn áp rồi, nên các bạn cắm yên tâm, cứ điện 220, 230 mà cắm vào thôi. Này, chúng ta cắm cái ngọn AUX nha các bạn. Đó. Dây loa thì nó đòi hỏi đánh loa 8 ohm. Bạn lưu ý nha, nếu mà loa nhà chúng ta 4 ohm hay 6 ohm thì đánh vào nó sẽ nóng, nó dễ bị ngắt á. Cứ đánh 8 nha. Tem BMP còn luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video này. Bên mình có bán USB chất nhạc chất lượng cao loại 128G là 800.000, còn loại 1000G là 2,5 triệu nha.